kênh Nhịp Sống Chromebook. Bữa nay chúng ta sẽ làm một món truyền thống của người đây các bạn, là hoa đậu đủ xào cá khô các bạn. Trước tiên chúng ta nấu cái này cho qua một lần để cho nó bớt đắng các bạn. Mục đích cái này để cho nó bớt đắng lại. Cái này sau khi chúng ta để dầu chúng ta để một ít mỡ heo các bạn. Sau khi được rửa xong rồi tiếp theo chúng ta sẽ đầy hoa đầy đủ các bạn. Hoa đầy đủ sau khi được hấp một lần để chúng ta bớt đi cái độ đắng của nó. Sau đó chúng ta sẽ bóp thành cho nó ra hết cái nước đắng các bạn. Để cho ta bắt đầu nấu lên, xào lên. Món của người đây là phải cay này, đắng này, chua này, chát này. Đó là món quen thuộc của người đây. Nhưng món này là nó vừa đắng này, nó vừa cay, vừa có vị thơm của cá khô, củ nến. Đặc biệt là mình có thể lấy có để cái mỡ heo và mình để cho nó thơm. Bây giờ chúng ta sẽ để một ít bột ngọt vào, một ít thôi. Một ít bột ngọt và một ít muối vào. Rồi một ít nước mắm. Sẽ đảo lên. Chúng ta chờ 1-2 phút nữa là ok. Gia vị các bạn, như hành lá, củ nến các bạn. Cái này thiếu ngò gai các bạn, ngò gai rừng, nhưng còn ngò gai nó sẽ rất là ngon. Như thường lệ bây giờ con đoàn cuối cùng mình sẽ thử các bạn. Sẽ thử cái món này nha các bạn. Thử
bữa nay phải ăn với cơm mới ngon. Tôi chơi với các bạn nha. Mình sẽ ăn với cơm đó, mình tự xin phép các bạn nha. Còn lắm lợi. Ngon lắm bạn. Xin phép kết thúc video tại đây bạn. Bạn có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh nha. Và để mình có động lực làm tiếp rất nhiều video hay hơn như bạn. Bạn nhớ đón xem video của mình nhé. Mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.